Hùng Rô Kiêu Ngạo. Kính thưa quý vị, chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhất cũng đã được một lần bà mẹ, à không, bà hay mẹ kể cho nghe câu chuyện sọ dừa. Trong những buổi trưa hè oi hả, với cái mát dịu từ chiếc quạt tai phe phẩy, để chúng ta đi sâu vào giấc ngủ thần tiên của tuổi thơ. Nhưng hôm nay, Hùng Rô Tiếu Ngạo muốn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một phiên bản sọ dừa hoàn toàn mới mẻ. Và bây giờ, mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức sọ dừa, nhạc Trần Tiến, lời Nguyễn Mạnh Hùng, với tiếng hát của nam ca sĩ nhạc chế Hùng Rô. Trong mắt
chị lại uống nước gáo dừa. Chị tôi trông thế thôi, nhưng vâng liều không ngán gì ai.